Xin chào toàn thể anh em nhé. Và trong video ngày hôm nay thì cho phép em trai sẽ đưa lên một tác phẩm rất là đẹp để cùng được giới thiệu với anh em nhà mình. Và như anh em đang được nhìn thấy tổng quan trên màn hình máy quay đây, đó là một siêu tác phẩm cụ thiềm thừ. Và cụ thiềm thừ theo như phong thủy thì sẽ đứng đầu trong chiêu hút tài lộc anh em nhé. Và với tác phẩm này không phải là cụ thiềm thừ bình thường, mà đây là một tác phẩm cụ thiềm thừ bên em thiết kế sông trầm. Khi anh em nhà mình sở hữu tác phẩm này để trên bàn uống nước hoặc để trên bàn làm việc châm những cái làn khói trầm, thì những làn khói trầm thở ra từ miệng của cụ nhìn rất là huyền ảo, và đặc biệt là vừa thẩm những ly chè nhìn những làn khói trầm thì rất là thiền tịnh anh em nhé. Và tác phẩm này của bọn em thì có tổng chiều cao là 30, chiều ngang cho tác phẩm này là 43 và chiều sâu cho tác phẩm này là 34. Chất liệu gỗ chắc đen anh em nhé. Vợ gỗ chắc thì chia làm rất là nhiều loại, và gỗ chắc đen là một cái dòng gỗ chắc có giá trị cao nhất anh em nhé. Tác phẩm này nếu như mà không tính kỷ thì có chiều cao là 17 anh em ạ. Chiếc kỷ này của em là cao 13 cm. Và không để anh em nhà mình chờ đợi lâu nữa thì em trai sẽ di chuyển máy quay tiến sát lại gần tác phẩm để anh em có thể được chiêm ngưỡng, đó là thân mình của cụ thiềm thừ và toàn cảnh của cụ thiềm thừ anh em nhé. Và trước khi đi vào cụ thiềm thừ thì em trai chia sẻ đó là đây là một chiếc kỷ, và chiếc kỷ này em có thiết kế đó là một chiếc ngăn kéo. Khi anh em muốn xông trầm thì anh em có thể là cho một cái lụ trầm vào trong cái ngăn kéo này và châm lửa lên thì những cái làn khói trầm sẽ tỏa lên, và khi làn khói trầm tỏa lên thì anh em đóng lại giúp em. Và anh em có thể nhìn thấy ở phần trên mặt đây bên em cũng đã thiết kế đó là những chiếc lỗ để cho có thể là làn khói trầm sẽ thở lên rất là đẹp đấy ạ. Và phần dưới đế của cụ thiềm thừ bên em cũng đục lỗ nhá, đấy, không phải là cụ thiềm thừ bị làm sao ở dưới bụng đâu, đây là em cố tình đục ra như vậy để có thể xông trầm được anh em nhá. Ở tác phẩm này thì trên miệng của cụ thiềm thừ thì đang ngậm một đồng tiền vàng. Đó, đồng tiền vàng rất là đẹp luôn, anh em có thể tháo rời ra được. Đấy, khi anh em xông trầm anh em cũng có thể bỏ đồng tiền ra hoặc để nguyên thì những cái làn khói trầm thì vẫn thở ra được anh em nhé. Tác phẩm này của bên em thì đục tứ diện, anh em có thể nhìn thấy tổng quan tứ diện của tác phẩm đây. Đây là phía mặt đằng sau, và cụ cóc ba chân thì còn gọi là cụ thiềm thừ, cho nên là cụ thiềm thừ ba chân anh em nhé, rất là đẹp luôn. Đây là chân phía sau này. Đó, từ phần đốt ngón chân thôi bên em làm rất là kỹ, đặc biệt đó là phần móng chân bên em đục kênh nổi hẳn lên rất là đẹp. Và cụ thiềm thừ thì đang ngồi trên những đồng tiền vàng xếp lếp bên nhau rất là đẹp, cộng thêm đó là chỉnh tiền vàng này mang lại rất là nhiều tài lộc cho gia đình nhà mình anh em nhé. Và phần trên lưng của cụ thì bên em có đục đó là những giải sâu đồng tiền vàng. Đó, giải sâu đồng tiền vàng anh em có thể nhìn thấy ạ, sâu những đồng tiền vàng xếp lếp lên nhau ở đây, và có cả phần giải lơ giải nụa nhìn nó rất là kênh bong. Đấy, đẹp mắt anh em nhé. Và đây là những cái chòm sao ở trên lưng của cụ anh em này. Đấy, thất tinh bắt đầu anh em nhé, 7 chòm sao ý nghĩa là thất tinh bắt đầu, rất là đẹp. Đặc biệt đó là cái lối di sần. Đấy, anh em nào mà đã theo dõi bên em đó, và bên em đã tìm hiểu những tác phẩm cụ thiềm thừ bên em thì anh em cũng có thể biết được đúng không ạ. Bên em là có một người nghệ nhân chuyên điêu khắc và như là chế tác tác phẩm cụ thiềm thừ, cho nên anh em mình không thể nhầm được anh em nhé, không thể nhầm được. Và đây là phía mặt đằng trước. Phía mặt đằng trước thì anh em có thể nhìn ngắm đó là thần thái của cụ thiềm thừ anh em này. Thần thái là phải giữ đó, và đây cái phần trên mắt của cụ thiềm thừ đó là lông mày nửa anh em nhé. Miệng của ngài là những cái lếp sần này, đấy, uốn lượn rất là đẹp, nhìn rất là có hồn. Và hai chân thì khuỳnh ra đấy, và cũng như là đục kênh hết cả những cái phần móng chân lên nhìn rất là đẹp, kèm theo đó là cây nấm linh chi di sần kiểu rất là kỹ anh em ạ. Đó, rất là kỹ, cảm giác như nó mỏng manh trên cái phần của cây nấm linh chi ạ, rất là đẹp luôn. Tác phẩm này thì em chia sẻ lại là chiều cao thông số kích thước để anh em có thể là cân đối chỗ đặt để tác phẩm anh em nhé. Tác phẩm này có chiều cao là 30, chiều ngang của tác phẩm này là 43 và chiều sâu là 34. Nếu như mà không tính kỷ thì tác phẩm này có chiều cao là 17. Và tác phẩm này thì em trai giao lưu với giá chỉ là 14.500.000 đồng. Vâng ạ, 14.500.000 đồng là em cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển tận nơi cho anh em nhé. Đó, và anh em vừa rồi được theo dõi một siêu tác phẩm cụ thiềm thừ, chất liệu là gỗ chắc đen, có thiết kế sông trầm. Anh em nào theo dõi video thấy ưng tác phẩm thì có thể là kết nối alo trực tiếp qua bên em số hotline 0789 336 318, hoặc cũng như là kết bạn Zalo để em trai có thể gửi thêm những hình ảnh sắc nét chi tiết nhất cho anh em tham khảo tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Vâng ạ, và em cũng xin phép là được kết thúc video tại đây, và hẹn anh em ở một video mới nhất ạ. Cảm ơn anh em ạ.